Vậy stress là gì? Theo tổ chức SRIC, stress là một trạng thái mất cân bằng nội mô của cơ thể, là một trạng thái sinh lý không bình thường, gây ra do tác động của các yếu tố bất lợi của môi trường trong hay ngoài cơ thể. Trong các dạng stress thì stress oxy hóa gây ra nguy hiểm nghiêm trọng nhất, do đó chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về nó nào. Trong cơ thể luôn tồn tại hệ thống cân bằng giữa quá trình tạo ra gốc tự do và quá trình sản sinh ra chất chống oxy hóa. Gốc tự do là các phân tử bị mất electron và không bền vững. Các phân tử này có xu hướng chiếm lấy electron từ những phân tử khác có trong tế bào. Những phản ứng này được gọi là phản ứng oxy hóa. Oxy hóa là một quá trình bình thường, cần thiết diễn ra hàng ngày trong cơ thể, giúp cho quá trình tổng hợp và phân hủy các chất trong chuyển hóa tế bào. Các gốc tự do được sinh ra liên tục trong quá trình chuyển hóa của cơ thể hoặc hình thành dưới tác động của các yếu tố bên ngoài. Còn chất chống oxy hóa là những phân tử có thể tặng một electron cho gốc tự do mà không bị mất đi tính ổn định. Hay chúng ta có thể hiểu đơn giản hơn, chất chống oxy hóa là chất có tác dụng trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của quá trình oxy hóa, làm chậm quá trình oxy hóa. Tuy nhiên, trong thực tế, khi các tác nhân gây stress tác động nhiều hơn, làm tăng gốc tự do và giảm chất chống oxy hóa, lúc này sự mất cân bằng xảy ra, hay chúng ta còn gọi là stress oxy hóa, và các gốc tự do bắt đầu gây hại cho cơ thể vật nuôi. Có rất nhiều tác nhân gây ra stress như sau. Khi chúng ta đổi từ loại thức ăn này sang loại thức ăn khác, hay trong loại thức ăn mới có một số chất không phù hợp cho cơ thể vật nuôi. Môi trường cũng có thể gây ra stress. Khi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và đêm, sự thay đổi nồng độ oxy hòa tan hoặc pH trong ao nuôi. Vận chuyển sang ao hay thay nước quá nhiều cũng là nguyên nhân gây ra stress. Bà con cũng nên lưu ý thả giống ở mật độ thích hợp vì mật độ càng cao sẽ càng dễ gây ra stress cho vật nuôi. Tảo cũng là một nguyên nhân gây ra stress khi tảo quá dày, bùn tảo sinh ra độc tố. Vật nuôi cũng có thể bị stress khi bị bệnh hoặc là nguồn nước bị ô nhiễm từ kim loại nặng, thuốc trừ sâu. Khi stress oxy hóa xảy ra, vách tế bào gan tụy bị tổn thương dẫn đến hiệu quả sử dụng thức ăn và lượng thức ăn tiêu thụ giảm. Tôm giảm tăng trưởng, đồng thời hệ miễn dịch suy giảm làm tôm dễ nhạy cảm hơn với mầm bệnh, dễ bị mầm bệnh tấn công. BBRO là nhập sản phẩm ưu việt phục vụ cho nền nông nghiệp xanh của Bình Minh. Sản phẩm sử dụng được cho cả tôm và cá. BBRO với chiết xuất hạt nho đậm đặc, đây hiện đang được ghi nhận là chất chống oxy hóa tự nhiên mạnh nhất được tìm thấy. Nó hỗ trợ trung hòa được các gốc tự do, giảm tác động của chúng lên vách tế bào gan tụy, bảo vệ gan tụy khỏi mầm bệnh gây hại. Ngoài ra, nó còn giúp gan nhanh phục hồi sau khi bị tổn thương. Đồng thời, chiết xuất này giúp cho tôm giảm stress hiệu quả và tăng trọng vượt trội. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí 1900 866 636.